Chào các bạn nhé. Này, anh em tôi lại có chuyến đi vào rừng để view các phong cảnh cho các bạn xem. Phong cảnh núi rừng với lại các nước, suối, nước. Hôm nay em tôi vừa đến cái chỗ khe có bãi gành đá. Tôi thấy rất đẹp rồi, tôi quay lại để cho các bạn này xem các bạn nhé. Đây là chỉ là một khe nước nhỏ đó các bạn. Các bạn thấy không? Nước suối chảy róc ra róc rách, nghe rất là thích. Đây là một khe nước nhỏ các bạn ạ. Khe suối. Mùa này là mùa trăm hoa đua lở các bạn ạ. Các loại hoa bên cây này xin lở giữa lũ luôn. Rất là nhiều. Rất nhiều cái này hoa lở ra trắng đó.
Cây một cây quả rất nhiều quả ra này. Những thanh niên bản xứ họ đang đi vào rừng chơi. Chào các bạn nhé, tôi kết thúc video ở đây. Các bạn xem video thấy hay thì hãy ủng hộ tôi bằng đăng ký. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn nhé ở những video tiếp theo. Cảm ơn.